Xin chào các bạn. Ngày nay với sự phát triển của Internet, con người có thể nghe và nhảy múa theo tiếng nhạc sập sình ở mọi nơi và mọi lúc. Nhưng hơn 500 năm trước đây, có một dịch bệnh kỳ lạ khiến những người mắc phải sẽ nhảy múa điên cuồng, không biết mệt mỏi và chỉ dừng lại khi kiệt sức, lên cơn đau tim, đột quỵ và tử vong. Hãy cùng Sự Thật Lạ Lùng tìm hiểu về dịch bệnh kinh khủng khiếp này trong 5 phút sắp tới đây nhé. Vào một ngày đẹp trời tháng 7 năm 1518, một cô gái tên là Frau Trofea bỗng bước ra phố với những điệu nhảy uốn éo lắc lư xao xuyến lòng người. Cô nhảy ngày nhảy đêm dù không có tiếng nhạc và cứ như vậy đến ngày thứ 6 thì tử vong. Trong một tuần, bắt đầu có khoảng 30 người quanh khu vực đó cùng tham gia và sau một tháng thì có đến 400 người. Theo tài liệu ghi lại thì trong tháng đó, dịch bệnh này đã khiến 15 người tử vong mỗi ngày do kiệt sức. Nhà chức trách đã tiến hành điều tra dịch bệnh và tin rằng cách chữa bệnh hiệu quả sẽ là để cho người dân nhảy nhiều hơn nữa cho đến khi họ tự bỏ cuộc. Chính quyền cho dựng sân khấu trên phố, thuê dàn nhạc để phục vụ người dân và kết quả cho thấy đây là một hành động sai lầm đã khiến cho dịch bệnh càng thêm trầm trọng. May mắn là dịch bệnh đã chấm dứt một cách tự nhiên sau 2 tháng. Những bệnh nhân chưa tử vong lấy lại được ý thức và quay về cuộc sống bình thường. Sau này, dịch bệnh nhảy múa được ghi nhận tại Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, quy mô và số người tử vong thì không thể bằng tại Pháp. Lý do gì đã thôi thúc hàng trăm người nhảy múa, uốn éo đến tử vong sau đến 5 thế kỷ vẫn là một bí ẩn với cả thế giới. Đa số mọi người đều cho rằng các nạn nhân đã mắc phải một chứng bệnh thần kinh vì stress nặng. Nhưng điều gì khiến nhiều người bị stress nghiêm trọng cùng lúc như vậy thì vẫn còn đang tiếp tục tranh cãi. Các nhà khoa học chưa ai dám khẳng định chính xác đâu mới là nguyên do của đại dịch nhảy múa điên cuồng năm đó. Nó vẫn mãi là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế kỷ 16. Các bạn vừa xem xong video dịch bệnh quái quỷ nhất lịch sử khiến người mắc nhảy múa cuồng loạn cho đến lúc tử vong, được tổng hợp bởi Vietnamnet. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới và ấn like, share, đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những thông tin thú vị nhé.